Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Dumex hiểu rằng 1000 ngày đầu đời của bé là vô cùng quan trọng, bởi đây là giai đoạn sản sinh phần lớn kháng thể, giúp định hình hệ miễn dịch của bé. Phát minh mới, dòng sản phẩm cao cấp Dumex Gold với công thức được cấp bằng độc quyền sáng chế quốc tế, phát triển hệ miễn dịch một cách tự nhiên. Với Dumex Gold, bé sẵn sàng vượt qua thử thách trong 1000 ngày đầu đời, nay với 6 lần DHA. Hòa chúc mừng khai trương 333 đại hội Bình Dương, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chúc mừng khai trương ưu đãi bất ngờ, giải thưởng lớn 4.000 mua xe tay ga Suzuki Hayate, quà tặng lớn 10.000 quà tặng miễn phí mỗi ngày, giảm giá lớn, giảm giá đến 49% cộng 1, chính thức phục vụ từ ngày 29/9. Thiên Hòa tiện ích cho mọi nhà. Cho biết đi đi. Chua chua ngọt ngọt. Can biết lòng quá ngọt. Can biết thành mê. Canpis Mini mới làm từ sữa lên men, chua chua ngọt ngọt, thành mát cả người. Canpis Mini. Ajinomoto. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Enfagro A cộng với đèn A trong hệ dưỡng chất thông minh SmartSense và Beta Glucan trong hệ dưỡng chất bảo vệ 3 chiều, giúp bé thông minh, khỏe mạnh, sẵn sàng học hỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi dành cho khán giả từ địa phương, với trò chơi ghép logo sữa đậu nành Farmy. Và tham dự trò chơi hôm nay gồm có hai đội, đó là đội Mía Lao và đội Xoài Xanh. Nào quý vị, 1, 2, 3 xuất phát. Nhìn nhanh lên, ta vỗ tay cổ động hai đội các bạn ơi. Nhìn nhanh lên, đúng rồi. Rồi khán giả đâu, ta vỗ tay cổ động hai đội. Nhìn lên rồi, chạy lên, chạy lên, đúng rồi. Đội Xoài Xanh, đội Xoài Xanh đang đi trước một thành viên. Mía Lao, nhìn lên, nhìn lên. Nhớ lên nào, nhớ lên. Rồi, để xem đội nào ghép trước đây. Đội Xoài Xanh đã có được 4 mảnh ghép. Đội Xoài Xanh 4 mảnh ghép và đội Mía Lao 4 mảnh luôn. Nhớ lên, nhớ lên, chạy như thế này, đúng rồi. Chạy thật nhanh, nhảy thật nhanh lên. Lâu, lâu lâu mình chơi trò chơi nhảy cốc chơi cho nó vui. Nhớ lên, Xoài Xanh, còn 2 lượt mảnh ghép nữa. Nhớ vào, đúng rồi. Cố gắng nhớ lên. Rồi, xuất sắc, trời ơi, đứng lên. Sửa lại cho nó đẹp, gọn gàng lại. Trời ơi, nhẹ nhàng thôi. Rồi, chạy về, mau lên. Chạy về. Nhanh lên. Và như vậy là chiến thắng ngày hôm nay thuộc về đội nào các bạn? Vâng, chiến thắng ngày hôm nay thuộc về đội Xoài Xanh. Chúng ta xin mời đại diện của địa phương sẽ trao phần thưởng 1.500.000 đồng cho đội Mía Lao và 2.500.000 đồng thuộc về đội Xoài Xanh. Xin chúc mừng. Quý vị thân mến, có thể nói là những áp lực đang đè nặng lên đôi vai của chị. Bây giờ thì chị chỉ còn một vòng thi nữa thôi, đó là vòng thi cuối cùng. Nếu như chị không vượt qua mà để vượt qua phút 33 giây như vòng 1 thì có lẽ rằng chị đã thất bại trong cuộc sống. Tôi hy vọng rằng chị sẽ nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Ở vòng thi này, chị có nhiệm vụ là chặt mía. Mía này róc xong rồi chúng ta sẽ chặt thành từng khúc từng khúc. Ca sĩ Người Bình sẽ đem mía đó qua cho con của chị và bỏ vào bao ly lông. Mỗi bao ly lông như vậy, bỏ bao ly lông và con sẽ buộc dây thun lại. Trong vòng 1 phút 30 giây, chúng tôi muốn thấy gia đình thực hiện được 16 bao mía nằm ở đây. 16 bịch mía quý vị nha. Công việc hết sức khó khăn. Hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ cổ vũ cho gia đình chị. Chị cẩn thận nha chị nha. Tập trung hết sức mình vào. Xin mời chị kiểm tra đồng hồ cho Quyền Linh. Không phút. Đúng không? Đúng không chị? Rồi, bây giờ mình không có buồn gì nữa ha. Gạt nước mắt đi. Gạt nước mắt đi. Và chuẩn bị
1 phút 30 giây để vào 16 bịch mía. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, chặt đi, bắt đầu rồi. Thời gian bắt đầu rồi. Đó, bỏ mía vào, anh em được không? Được rồi, lên. Ta lột cổ tay lớn lên nào. 1, 2, 3. Chặt lên. Rồi, cẩn thận cái tay, cẩn thận cái tay nha. Chặt lên. Ở bên này mới là quan trọng. 16 bịch mía. Ca sĩ Người Bình, chạy nhanh lên nữa. Nhanh lên nữa, Người Bình. Chị thì có thể hoàn thành được rồi. Còn cái việc mình vào bịch mía. Nhanh lên. Rất là căng thẳng, phải nói là thời gian trôi qua rất nhanh. Không biết là con của chị có hoàn thành được không. Có người của chị đã gần xong. Còn bây giờ là Người Bình và con của chị với Ngọc Châu. Cố lên nào. Một thầy lớn lên, mọi người ơi. Cố lên. Tất cả đều rất hồi hộp và chờ đợi giây phút cuối cùng. Cố lên, đẹp biến qua Người Bình. Chúng ta còn rất có thời gian. Nhìn lên. Cố lên nào. Đó là tất cả khán giả đang có mặt tại đây. Ai cũng cầu thủ hết sức nhiệt tình cho chị. 16 bịch mía. Có hoàn thành được không? Chúng ta còn rất có thời gian. Nhìn lên. Còn 10 thời gian nữa đi. Điều thể đi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chưa thấy giờ phút nào mà căng thẳng như giờ phút này. Tất cả ta cùng đếm với Quyền Linh nha. 2 4 6 8 10 12 14 16. Kính thưa quý vị, có lẽ rằng trong sâu thẳm của trái tim của tất cả quý vị đang có mặt ở đây, cũng như quý vị đang xem chương trình Vượt Lên Chính Mình, ai cũng muốn rằng chị Hiền sẽ vượt qua vòng 2 để đến với vòng cấp 4, đến với vòng rút thăm may mắn. Nhưng số phận vẫn là số phận. May mắn hay kém may mắn vẫn còn đó. Không biết chị có kém may mắn ở vòng thi này hay không. Và bây giờ đồng hồ sẽ nói lên tất cả. Kính thưa quý vị, đồng hồ đã có số. Và tôi xin công bố, rất tiếc chúng tôi phải chia tay với chị Hiền, bởi vì chị đã thất bại, không vượt qua vòng 1. Còn vòng 2 thì đồng hồ đã dừng lại đúng 1 phút 26 giây. Xin chúc mừng gia đình chị Hiền. 1 phút 26 giây đã nói lên tất cả những nỗ lực, những nghị lực vươn lên cuộc sống. Và bây giờ thì có lẽ rằng chị đã cười và tất cả khán giả đều cười. Chúc mừng cho chị, chúc mừng cho cả gia đình. Cả gia đình ngày hôm nay rất vui đúng không? Dạ vui, em mừng. Mừng lắm đúng không? Nếu để thua vòng 2 nữa thì chị nghĩ sao? Các anh chị tốt. Trời ơi, sao chết? Không có được nhau, không có được suy nghĩ đó. Chị phải cố gắng lên, chị còn tới 4 đứa con đặng. Rồi, bây giờ con có thể nói gì khi mà mẹ con chiến thắng ở vòng này? Con vui. Con vui. Có bao giờ là con khóc như thế này với mẹ chưa? Con khóc vào những lúc nào? Buổi tối. Buổi tối hả? Tại sao con lại khóc? Con sợ mẹ chết. Con sợ mẹ chết hả? Thấy chưa, chị thấy con nó đứt ruột không? Chị không thể nào có suy nghĩ như vậy nha chị Hiền nha. 4 đứa con vẫn đang bên cạnh chị. Có lẽ rằng tất cả quý vị đang có mặt nơi đây, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những khó khăn với chị Hiền. Và hy vọng rằng với những tấm lòng đó, chị Hiền sẽ vượt qua tất cả trở ngại trong cuộc sống. Lần nữa xin mời quý vị ta vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho gia đình chị Hiền. Tôi cảm ơn quý vị đã đồng hành vỗ tay để động viên cho gia đình chị Hiền. Và chúng tôi xin cảm ơn ca sĩ Ngự Bình. Bạn đã cũng cố gắng hết sức mình với nhiệm vụ của một ca sĩ. Hôm nay bạn làm nghề chạy mía, bán mía. Lâu lâu bạn ghé thăm chị Hiền, mua mía ủng hộ chị Hiền, gửi tặng bà một kỷ niệm chương của chương trình. Chúc bạn càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng hát hay hơn nữa. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Công Đính, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, sẽ trao số tiền 2 triệu đồng ở vòng xóa nợ 2 cho chị Hiền. Xin mời ông. Thích ghi bàn với ưu đãi khủng từ Beeline.
dùng gói cước tỷ phú ngay hôm nay để hưởng 1 tỷ đồng ưu đãi. Mỗi sim tặng 1 tỷ đồng vào tài khoản nộp mạng. Xin chào Việt Nam. Join the winning team. Beeline, live on the bright side. Bí quyết giúp mình cộng nhiều hơn cho con chính là sữa cô gái Hà Lan cộng. Mẹ xem anh nhau thế này. Có sữa cô gái Hà Lan cộng, con mà khỏe ghê. Yeah! 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 Nhờ sữa cô gái Hà Lan cộng, con thông minh quá. Con được nguyên cộng này mẹ. Đồ phá mới thế hệ sữa cô gái Hà Lan cộng với Colin Torin cộng cho con nhiều lợi ích. Sữa cộng cộng nhiều hơn cho con. Bộ tứ dưỡng chất mới, năm hương vị mới tuyệt vời, bao bì sang trọng mới, đã tạo nên AFC hoàn toàn mới. Vừa khỏe lại thiệt là ngon. AFC, ăn chơi mà khỏe thiệt. Hôm qua em có gì vui không? Sếp đưa em bị trễ học rồi em chơi đá banh vui lắm. Với chiết xuất từ mầm lúa mạch nguyên cám, glucomon và sữa, thức uống lúa mạch Milo cung cấp năng lượng cho sự phát triển của trẻ. Thức uống lúa mạch Milo chung tay giúp trẻ lớn khôn. Gì thế nhỉ? Mềm hơn, giàu dinh dưỡng hơn. Thật khác biệt. Premium Cupcake Ariane Custis. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Này, tặng thêm hộp giấy trị giá đến 50.000 đồng khi mua sữa bột Dutch Lady Go hoặc Dutch Lady. Sữa cộng, cộng thông minh cho con, cộng 50.000 đồng cho mẹ. Đến giờ uống Yakult buổi sáng rồi. Ngon quá. Yakult. Sữa Yakult có khuẩn Elkasei Shirota, giúp tăng cường khuẩn có lợi. Mỗi ngày, Yakult. Yakult. Vì biến an ninh quá gầy, Pediasure BA với hệ dưỡng chất Sure3 giúp bé tăng cường hấp thu dưỡng chất, tăng cường sức đề kháng, tăng cường phát triển chiều cao cân nặng. Pediasure BA dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho bé khỏe, mẹ yên tâm. Làn da mỏng manh của bé cần được chăm sóc đặc biệt. Tả giấy Pampers với hạt gel thần kỳ giữ chặt nước bên trong suốt đêm, cho da bé khô thoáng đến tận sáng. Tả giấy Pampers với hạt gel thần kỳ. Tiếng nghe của mình còn quan tâm đến cả những điều bé nhỏ như thế. VIP hiểu trong cuộc sống còn có nhiều điều quan trọng hơn cả tiền. VIP 15 năm dịch vụ từ trái tim. Lip on lip watercolor, trong như nước mà gợi cảm, mỏng như tơ mà được trở. Lip on lip thanh thoát quyến rũ. Lip on lip. Dù khác nhau về màu da, lối sống hay khí hậu, phụ nữ khắp thế giới đều có chung một chuyên gia bảo vệ vùng nhạy cảm hàng ngày. Lactacid Confidence mới với thành phần dưỡng ẩm từ sữa giúp duy trì cơ chế tự bảo vệ của vùng nhạy cảm. Bảo vệ hàng ngày, thoáng sạch tự tin. Lactacid Confidence, chuyên gia bảo vệ và chăm sóc vệ sinh phụ nữ hàng ngày. Sữa Vinamilk bổ sung vi chất mới với công thức ADM cộng giúp bé phát triển chiều cao và tăng cường thị lực. Vinamilk. Chia sẻ niềm vui với bánh quy Cozy và có cơ hội cao trúng 5 xe hơi cùng hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác. Chia sẻ Cozy, trúng thưởng cực lớn. Sinh ra từ khoai tây, hòa quyện với lòng đỏ trứng, ướp những hương liệu tuyệt vời, đắm mình trong nước cốt từ thịt và xương nên càng đậm đà, hấp dẫn. Omachi mới sẵn sàng làm siêu lòng bất cứ ai. Omachi mới, sức hấp dẫn không thể chối từ. Chúng ta sẽ bắt đầu vòng cấp 4 dành cho chị Hiền.
với các logo của nhà tài trợ.